Rồi xe này mình đã canh xong nha, nhớt rất là đen. Thì đây này, nhớt này, thì chủ xe nói là mới thay nhớt làm 2-3 ngày, nhưng mà cái này là do cái nồi bào ra nha, cái nồi lô bào ra. Đây nữa này, tại vì mình làm nồi mình gặp rất nhiều trường hợp này, mình biết là nhìn nhớt thôi mà biết là cái xe đã làm nồi hay chưa, và làm nồi lô hay là nồi zin không bao giờ đen như thế này được. Rồi thì tiềm tàng nó phá hủy cam như phần đầu rất là cao, anh em nên lưu ý là không có thay bốn nồi lô. Rồi ở đây thì nói chung là cái xe này cũng đơn giản, những cái trường hợp này cực kỳ đơn giản, có là canh lại phần đầu, canh lại đồng tiền nó khá là hở. Đây xe nó khá là hở, nó hở tới 0.30, ở trên cũng 30, dưới 30 luôn là khá là hở. Thì bây giờ mình đưa nó vào thông số là gần như zin, xít hơn zin nữa. Zin người ta canh xúc sướng, Honda người ta canh quẳng lỏng nha, quẳng rơ rất là nhiều, nhưng mình canh xít hơn zin nữa quẳng nổ mấy con lành nha. Rồi thì cái tăng cam này phải nói là, nếu mà đúng ra mình nói phải nói là khó nha, khó canh. Thứ nhất là canh quá thì nó hú, mà canh anh em mà dàn nó không tới thì nó lại kêu đó, rất là khó canh. Làm sao nó canh vừa đủ thì tốt hết là anh em nên thay cái tăng cam tự động. Bên mình hay xài cái tăng cam tự động là khi nó trùng bao nhiêu nó tự động nó tăng, chứ cái lực canh của nó là vừa đủ, tương đối đúng so với nặng hơn gì một xíu thì nó sẽ không có kêu, rất là êm. Thì cái này rất là nguy hiểm, mà nói là tại sao, thì một phần là ở nhiều, ví dụ mà anh em đi sửa xe chỗ khác, ví dụ thợ người ta thấy máy, người ta thấy kêu người ta canh thức canh vào cái là nó hư cộng son, sân cam nó giãn, ép nó xuống thì nó buộc nó giãn ra thì nó lại hư, thì cái sân cam hư thì mình thay rất là tốn rất là nhiều tiền, thì tiền đó mình phải gánh luôn phần tiền đó ha. Nói chung là không nên thay những cái thứ tăng cam này. Nhiều khi người ta thấy nghe tiếng máy xào xào, người ta đè siết vô tầm 2 ngày là đầu cái xe nó kêu hơn lúc đầu nữa, kiểu winner nó phải vậy, nó hơi xào tí là bình thường, chứ không phải là nó êm như là Dreamway hay Ed được. Có cái Ed cũng không có êm nổi, tại vì nó phải có một cái tiếng kêu đó, tại vì DOHC là nó máy cam đôi, nó sẽ xào xanh cam dài hay sao. Rồi thì mình canh rất là ngon lành, êm ru luôn, chỉ có cái bô nó xì phải em, nói chung là em. Thì giờ mình sẽ đậy nắp chao lại và nổ máy xem. Những cái trường hợp này rất là đơn giản, canh lại rồi thay tăng cam nữa là ok liền, ngon lành liền đó. Rồi cái phần xe này mình đã canh xong nha, giờ nổ máy thử cho anh em nghe thử này, máy ok luôn, em ru luôn, ngon lành liền đấy. Cứ tăng cam tự động mà chơi, rồi canh cò định kỳ tầm một năm hay là năm rưỡi đó, anh em canh là một lần là máy bao em luôn. Còn ví dụ mà thời gian su bắp nó rơ thì anh em thay su bắp, đó là cứ định kỳ, là ví dụ như là số bắp là nó có thể là chịu được khoảng 60.000 đến 80.000 km thì thay số bắp một lần, số bắp nó rơ là thay ha. Rồi tự tin kéo ga mượt mà ngon lành nha, Imbro ở đây là quá ok luôn. Rồi anh em, nếu mà anh em nào đang gặp những cái trường hợp mà bị kêu như thế này thì cứ liên hệ cho mình nha, địa chỉ Zalo, số điện thoại, địa chỉ cho mọi người, anh em nào cần cứ liên hệ cho mình, hoặc anh em chạy tới thắng tiền mình luôn, kiểm tra mình báo giá ok là đó. Thì những phần này khá đơn giản, kêu như này thì canh rất là dễ, tầm vài tiếng hồ là xong ngay. Rồi chào các anh em.